Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người tại kênh bóng đá vui nhộn Mr. Zero. Khi trọng tài nhớ nghề rút hai thẻ đỏ cùng một lúc, khi trận đấu diễn ra, những pha tranh chấp phản đòn nhau của cầu thủ hai bên là điều không thể tránh khỏi. Trận đấu thường diễn ra kịch tính và những pha bóng cố tình chơi ác ý làm cầu thủ đội bạn nổi cáu dẫn đến xô xát trên sân. Trong trường hợp này thì trọng tài sẽ dùng chiếc thẻ đỏ để đuổi cổ những cái đầu nóng ra khỏi sân thi đấu. Tuy nhiên, rất hiếm khi trọng tài rút hai thẻ đỏ một lần. Và bây giờ, hãy cùng Mr. Zero tổng hợp lại những tình huống đó bằng clip dưới đây nhé. Đừng quên bấm nút like, share và subscribe cho Mr. Zero nào. Tạm biệt! Còn mẹ, địt mẹ, địt mẹ. Địt. Khi trận đấu diễn ra, những pha tranh chấp phản đòn nhau của cầu thủ hai bên là điều không thể tránh khỏi. Trận đấu thường diễn ra kịch tính và những pha bóng cố tình chơi ác ý làm cầu thủ đội bạn nổi cáu dẫn đến xô xát trên sân. Trong trường hợp này thì trọng tài sẽ dùng chiếc thẻ đỏ để đuổi cổ những cái đầu nóng ra khỏi sân thi đấu. Tuy nhiên, rất ít khi trọng tài rút hai thẻ đỏ một lần. Hãy cùng Mr. Zero tổng hợp lại những tình huống đó bằng clip ngay dưới đây nhé. Tại hiệp đấu thứ hai vòng tứ kết Copa America năm 2016, Ecuador đã tạo ra được một sức ép đáng kể trên khung thành của Mỹ. Bất ngờ ở phút 52, Antonio Valencia đã có hành động đá vào Bedoya và ăn thẻ vàng thứ hai rời sân. Trong khi Jermaine Jones cũng đã bị thẻ đỏ trực tiếp do đã có lời lẽ không hay với trọng tài trong lúc hai đội xô xát. Không chỉ có Jones mà toàn bộ cầu thủ tuyển Mỹ đều mắc chữ A, mồm chữ O, tỏ ra thắc mắc trước trọng tài. Và có vẻ như họ chưa nhận ra được động lực nào đã làm trọng tài gửi tặng Jones tấm thẻ quyền lực. Tại lượt trận thứ hai, bảng C Copa America năm 2015, ứng cử viên trước vô địch Brazil đã bất ngờ thất thủ 0-1 trước Colombia. Trận đấu đáng buồn hơn cho Brazil khi tiền đạo ngôi sao Neymar còn phải nhận thẻ đỏ ở những phút cuối trận. Nguyên nhân của chiếc thẻ đỏ là từ vụ va chạm sau khi Neymar sút bóng trúng người của tiền vệ Paulo Amaro của Colombia khi trọng tài thổi còi mãn cuộc trận đấu. Kế đó, Neymar quay người bỏ đi, tiền đạo Carlos Bacca lập tức lao vào đẩy ngã Neymar. Chứng kiến đàn em bị hành hung, lão tướng Robinho lao vào sân đòi ăn thua đủ với Carlos Bacca. Tuy nhiên, cầu thủ của hai đội đã kịp thời can ngăn, không để vụ việc diễn ra xấu hơn. Vụ va chạm khiến cả Bacca lẫn Neymar nhận thẻ đỏ trực tiếp từ người trọng tài Chile, Osset Jankovic. Thù hận cấp độ đội tuyển giữa Hà Lan và Đức luôn rất lớn. Tại World Cup năm 1990, hai đội chạm trán tại vòng 1/8. Tiền vệ ngôi sao của Hà Lan, Frank Rijkaard, đã nhổ nước bọt vào đầu của Rudi Völler. Hai cầu thủ này sau đó tiếp tục có ẩu đả, trọng tài sau cùng rút quyền thi đấu của cả hai chỉ sau 22 phút bóng lăn. Chuyện gì đang xảy ra khi trọng tài lẫn các cầu thủ thay nhau đấm đá vào mặt nhau? Quá hỗn độn, có vẻ như tấm thẻ vàng dành cho các cầu thủ áo nâu không thuyết phục. Các cầu thủ này xông lên dằn mặt trọng tài. Chưa hết, trọng tài dương cú tát vào mặt số 11, khiến cho cầu thủ ngã nhào xuống đất. Kế đó, trọng tài tiếp tục tặng thêm cho đội bóng áo nâu thêm một thẻ đỏ đau đớn. Ở những phút bù giờ trong trận đấu giữa PSG và Arsenal,
tiền đạo Olivier Giroud của câu lạc bộ Arsenal và tiền vệ Marco Verratti bên phía PSG đã có màn xô xát không đáng có. Tiền vệ người Ý bỗng dưng đổ gục xuống sân sau khi va chạm với Olivier Giroud. Sau vài giây do dự, trọng tài chính Kasai đã tặng cho mỗi cầu thủ một chiếc thẻ vàng. Trong bối cảnh trước đó, mỗi người đều đã phải nhận một thẻ vàng. Điều này đồng nghĩa với việc cả Giroud và Verratti đều bị trút quyền thi đấu. Pha xô xát thực sự là quá lố của hai cầu thủ số 38 của Hibernian và số 5 đối phương. Vì bị cắt bóng giữa trần, số 38 tỏ ra giận dữ, quay người, tấn nhau với số 5. Thế vậy, cầu thủ của hai đội đã cố gắng lao vào ngăn cản vụ ẩu đả và đương nhiên, trọng tài đã có mặt kịp thời tặng cho cả hai cầu thủ mỗi người một thẻ đỏ. Tưởng là câu chuyện nhận thẻ đỏ sẽ kết thúc ở đó, nhưng không, Hibernian lại tiếp tục nhận thêm một thẻ vàng cho cầu thủ mặc áo số 10 với lý do là anh này đã có những lời lẽ thô tục với trọng tài. Qua màn ăn thẻ này, chắc chắn là cầu thủ số 10 sẽ có một kỷ niệm nhớ đời, tôi cá là như vậy. Valencia đã suýt bị tẩn vì hùng hổ bóp cổ Raheem Sterling. Cụ thể, khi Valencia đang dẫn bóng bên phía cánh phải theo hướng tấn công của Ecuador, thì Sterling đã chạy ra soạt bóng. Sau khi bị phạm lỗi, ngôi sao của Man United đã chạy tới tóm cổ Sterling và buông những lời lẽ không hay khi cho rằng đối phương đã cố tình chơi bóng triệt hạ. Trước hành động của Valencia, một số cầu thủ tuyển Anh đã tỏ ra rất tức giận và lao tới đòi ăn thua đủ với đội trưởng của Ecuador. Hình ảnh lộn xộn bắt đầu xảy ra, rất may là trọng tài chính đã có mặt điều khiển những cái đầu nóng trước khi sự việc đi quá tầm kiểm soát. Sau đó, cả Sterling và Valencia đều phải nhận thẻ đỏ. Chúng ta thường biết đến những vụ ẩu đả giữa hai cầu thủ của hai đội khác nhau, nhưng chắc chắn là tận nhau với cả cầu thủ đội nhà đến nỗi ăn thẻ từ trọng tài thì quả là không phải dạng vừa đâu đúng không? Khi cầu thủ áo cam đang gấp rút dẫn bóng tiến về trung lộ thì phía sau đang bị bám sát bởi hai cầu thủ áo đen số 4 và số 26. Đột nhiên số 4 to tiếng với số 26, chưa hết đồng đội số 25 lao tới túm áo số 4, cuộc đụng độ bắt đầu. Trọng tài nhanh chóng có mặt và đương nhiên hai tấm thẻ đỏ thuộc về vụ ẩu đả vô nghĩa này. Đầu tiên, chúng mình xin được xin lỗi các bạn vì chất lượng hình ảnh hơi kém. Các bạn thông cảm cho Mr. Euro nhé. Tiếp tục là pha ẩu đả giữa các cầu thủ áo xanh với nhau, những cú đạp bằng chân liên hồi được các cầu thủ này trèo qua lại. Lập tức, trọng tài áo vàng lao tới, biếu luôn cho các anh những tấm thẻ. Vậy mà chắc chẳng có vẻ gì là ăn năn ở những cầu thủ này, lại tiếp tục tận nhau, quá ngào ngán. Vào năm 2005, Newcastle gặp Aston Villa trên sân nhà Etihad Park, đội bóng vùng Đông Bắc, thua 0-3, nhưng đây không phải là điều mà người hâm mộ nhớ nhất về trận đấu. Cuối trận, hai trụ cột chính của chiếc chòe là Kieran Dyer và Lau Bowyer bỗng lao vào tận nhau, khiến cầu thủ hai đội phải lao vào can ngăn. Nguyên nhân là do Dyer từ chối chuyền bóng cho Bowyer. Và đương nhiên, món quà mà hai anh này nhận được sau đó là hai tấm thẻ đỏ lòe từ trọng tài. Đấy, rượu mừng không uống lại thích đi ăn thẻ đỏ, chán ghê.
nào trong các trận đấu trên, hãy để lại bình luận ngay phía bên dưới. Đừng quên ủng hộ chúng mình bằng cách nhấn nút like, share và subscribe, rồi bật chuông thông báo để nhận được những clip mới nhất từ kênh của chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!